Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đã ban hành cáo trạng truy tố 4 cựu sĩ quan thuộc Học viện Quân y cùng 3 người khác vì tiếp tay cho công ty Việt Á. Vụ án này sẽ được Tòa án Quân sự Thủ đô đưa ra xét xử vào ngày 27 tháng 12. Theo cáo trạng, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về triển khai lực lượng tham gia hỗ trợ tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, Trung tướng Đỗ Quyết, khi đó là Giám đốc Học viện Quân y, đã ký các kế hoạch tổ chức trung tâm xét nghiệm dã chiến. Để triển khai thực hiện kế hoạch, Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, trưởng phòng trang thiết bị vật tư, đã giao Lê Trường Minh, trưởng ban hóa dược, liên hệ Hồ Anh Sơn nhờ ứng kit xét nghiệm của công ty Việt Á. Để có kinh phí mua vật tư y tế phòng chống dịch, Trung tướng Đỗ Quyết đã ký công văn đề nghị Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đảm bảo nguồn kinh phí hơn 19 tỷ đồng và đề nghị được mua sắm bằng hình thức chỉ định thầu. Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đồng ý với đề nghị của Học viện Quân y. Tuy nhiên, theo cáo trạng, Học viện Quân y đã không thực hiện việc chỉ định thầu theo đúng quy định pháp luật mà ứng kit xét nghiệm trước từ công ty Việt Á rồi hợp thức hồ sơ chỉ định thầu sau. Để thanh toán số kit đã ứng sử dụng tại Bắc Ninh và Bắc Giang, Nguyễn Văn Hiệu đã chỉ đạo Lê Trường Minh soạn thảo hai bộ hồ sơ hợp thức chỉ định thầu cho công ty Việt Á. Các hồ sơ này đều được ghi lùi ngày cho phù hợp thời gian Học viện Quân y ứng kit xét nghiệm của Việt Á. Các hồ sơ này đều được Hiệu mang trình lên Trung tướng Đỗ Quyết và Thiếu tướng Hoàng Văn Lương ký. Tổng số kit Học viện Quân y ứng để sử dụng tại Bắc Giang, Bắc Ninh sau đó hợp thức hồ sơ thanh toán cho Việt Á là 9,5 tỷ, cao hơn số tiền bộ cho phép 2,2 tỷ đồng. Ngày 6 tháng 8 năm 2011, Phó Tổng Giám đốc Việt Á Vũ Đình Hiệp mang tiền trực tiếp đến Học viện Quân y đưa cho Hồ Anh Sơn 334 triệu, Nguyễn Văn Hiệu 492 triệu. Sau khi nhận tiền, Hiệu đã đưa cho Thiếu tướng Hoàng Văn Lương 50 triệu, Hồ Anh Sơn 50 triệu, số còn lại chi tiêu cá nhân. Khi đưa tiền, Hiệu có nói với ông Lương và Sơn là quà do các công ty bán vật tư y tế phòng chống dịch bồi dưỡng. Để có vật tư, Nguyễn Văn Hiệu cũng chỉ đạo Lê Trường Minh liên hệ với Việt Á để ứng kit xét nghiệm rồi hợp thức chỉ định thầu. Học viện Quân y đã ứng và ký hợp đồng mua kit xét nghiệm của Việt Á để phục vụ chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, tổng số tiền hơn 32 tỷ. Sau khi được thanh toán tiền, Phan Quốc Việt chỉ đạo cấp dưới mang tiền đến Học viện Quân y đưa cho Hiệu 3 tỷ. Hiệu đưa lại cho Hồ Anh Sơn 2,1 tỷ, đưa cho Thiếu tướng Hoàng Văn Lương 100 triệu, Trung tướng Nguyễn Viết Lượng, Chính ủy Học viện Quân y, số tiền 200 triệu đồng. Cựu Thiếu tá Ngô Anh Tuấn, cựu trưởng phòng tài chính Học viện Quân y, cũng nhận lại quả từ Việt Á 1,1 tỷ. Theo cáo trạng, tổng số tiền Phó Tổng Giám đốc Việt Á đã chi phần trăm hoa hồng sau khi được thanh toán tiền bán kit xét nghiệm tại một số địa phương trên, cho 3 cựu sĩ quan Học viện Quân y là 7,1 tỷ. Khi báo chí đăng tải thông tin công ty Việt Á đang bị điều tra, Hiệu đã báo cáo Trung tướng Đỗ Quyết và Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y tự nguyện nộp lại gần 3,7 tỷ. Trung tướng Nguyễn Viết Lượng và Thiếu tướng Hoàng Văn Lương cũng nộp lại số tiền nhận từ Hiệu. Số tiền nhận